Rồi, cái buổi ngày hôm nay thì là cái buổi thứ hai trong cái chuỗi series những cái sự trong chuỗi series sự kiện chia sẻ về blockchain cho trường Nguyễn Trãi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về hệ sinh thái Cardano. Và nội dung chính của buổi ngày hôm nay thì chúng ta có bốn phần chính. Phần tổng quan, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét xem là Cardano tổng quan về Cardano do ai sáng lập ra và năm nào, họ là những người như thế nào. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ xem xét về hệ sinh thái của Cardano. Và phần thứ ba là phần khá là sát sườn với những anh em với những bạn học sinh mà học công nghệ thông tin, đấy là phần lập trình trên nền tảng Cardano như thế nào. Và phần thứ tư là phần chúng ta sẽ có những cái buổi thực hành. Thế thì cái nguyên tắc của những cái buổi này như sau. Thứ nhất là đến đến 2:30 thì người chủ trì là tôi sẽ khóa phòng họp lại để cho mọi người những người đến muộn sẽ không tham dự nữa, Người nào đến muộn 30 phút thì vui lòng đứng ngoài phòng họp và không tham dự vào phòng họp được. Cái thứ hai là bởi vì là buổi chia sẻ về blockchain nó cũng ở đâu đó với một số bạn hay là một số khán giả, thì cái từ khóa mà bản thân tôi có chia sẻ nó sẽ là mới với một số bạn. Thì các bạn nào thấy cái từ khóa đấy là mới thì các bạn cứ mạnh dạn lưu lại, và đến cuối buổi lúc chia sẻ mọi người có thể chat trên màn hình là làm ơn giải thích cho em hay cho tôi cái thuật ngữ này là cái gì, thì tôi sẽ giải thích cụ thể từng cái thuật ngữ một. Trong quá trình chia sẻ với mọi người thì tôi cũng sẽ cố gắng giải thích những thuật ngữ đấy một cách dễ hiểu nhất có thể. Tuy nhiên nếu như mà mọi người, các thầy, các cô, các bạn sinh viên còn cảm thấy là nó chưa đủ thấu đáo thì mọi người cứ chat lại trên màn hình. Thì tôi sẽ giải thích bằng cách khác để mọi người có cái ý hiểu nó trọn vẹn hơn. Và chúng ta sẽ thật sự là chúng ta trao đổi rất là mở. Không có một giới hạn gì ở đây cả. Bất cứ cái gì các bạn không hiểu, các thầy các cô hoặc các bạn sinh viên không hiểu, các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ. Mục đích chính của những cái bài chia sẻ này, những cái chuỗi series về nói về blockchain này là giúp cho các bạn sinh viên có những cái ý tưởng, làm sao đấy các bạn biến các ý tưởng của bạn thành các dự án mà các bạn có thể xin Cardano cấp vốn cho các bạn để triển khai cái dự án đó. Thì cái buổi ngày hôm trước tuần trước và buổi tuần ngày ngày hôm nay sẽ là những cái buổi nền tảng để các bạn chuẩn bị cho cái việc là biến cái ý tưởng mình thành những cái dự án, và cái dự án ấy phải nộp và xin cấp vốn được. Để làm được việc đó thì cái việc mà các bạn thấu hiểu các bạn hiểu rõ những khái niệm nó rất là quan trọng, nên là đừng ngại ngần. Các bạn có khái niệm nào không hiểu các bạn cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giải thích một cách thấu đáo để chúng ta có thể đồng hành với nhau lâu hơn và xa hơn, để cho những cái ý tưởng của bạn có thể nó trở thành hiện thực. Ok, tôi xin phép được vào phần đầu tiên là phần tổng quan về Cardano. Thì ở cái buổi hôm trước, thứ năm tuần trước, thì tôi đã giải thích là Cardano là một cái nền tảng blockchain thế hệ thứ ba, thường thường thì đi sau thế hệ thứ nhất mà người ta thường biết đến, đấy là Bitcoin, và thế hệ thứ hai là Ethereum. Thì ở thế hệ thứ ba thì nó có biết đến như là Cardano là một trong những cái nền tảng blockchain tiêu biểu, mà cái cơ chế đồng thuận của Cardano đấy là DePoS. Và mục tiêu của Cardano ấy thì họ muốn xây dựng cái nền tảng blockchain cho hàng triệu người, cho hàng tỷ người trên thế giới, chứ không phải là cho một vài ứng dụng hay cho một vài quốc gia, mà nó sẽ là cái nền tảng blockchain mà cho cả cái thế giới này sử dụng. Người sáng lập ra Cardano là ai? Chúng ta thường thường là chúng ta văn hóa của Việt Nam chúng ta cũng rất là rõ là chúng ta luôn luôn biết về cội nguồn của bất cứ những cái gì chúng ta đang được hưởng. Thì chúng ta đang sử dụng nền tảng blockchain Cardano thì chúng ta cũng biết được là Ethereum năm 2014, 2014, 2015 thì có một cái đội nhóm 8 người cùng sáng lập ra Ethereum. Thì trong trên màn hình
Các bạn anh nhìn thấy 6 trong số 8 người đó. Một trong nhân vật rất là tiêu biểu ở đây thì các bạn chắc là rất nhiều người biết. Một bạn này, Vitalik Buterin. Nếu như ở đây các bạn là những người quan tâm đến blockchain hay là quan tâm đến crypto thì cái tên Vitalik không còn xa lạ gì với nhiều người. Bạn này cũng là người sáng lập ra Ethereum. Cùng với Vitalik Buterin thì có Jack Hawkinson. Jack Hawkinson, ông ấy cũng là một nhà toán học và Jack Hawkinson cũng là một trong những người sáng lập ra Ethereum cùng với Vitalik. Ở đây thì cũng phải nhắc đến một người nữa là Gavin Wood. Nếu như ở đây các bạn nào làm việc cái Polkadot thì các bạn sẽ biết đến Gavin Wood. Đó. Chắc sau khi mà rời Ethereum ra ấy, thì Cardano Jack Hawkinson thì ra sáng lập ra Cardano và Gavin Wood thì sáng lập ra Polkadot. Và Vitalik thì vẫn ở lại điều hành nền tảng của Ethereum. Để vận hành Cardano ấy thì có 3 công ty con bên dưới. Đấy là công ty về thứ nhất là về Cardano Foundation, là cái quỹ của Cardano. Quản tất cả các quỹ lớn của Cardano. Công ty thứ hai là Input Output. Công ty này chuyên về lập trình, chuyên về vận hành hệ thống. Và công ty thứ ba là Emigo, là công ty nói về làm về thương mại. Thì có 3 công ty chính để có 3 công ty này để tham gia vào việc quản lý vận hành cái hệ thống blockchain Cardano. Thì đó là những cái điểm rất là sơ lược, tiếng nói những cái rất sơ lược đơn giản về Cardano để mọi người có một cái nhìn chung. Và chúng ta sẽ không nói dài về lý thuyết để dành nhiều thời gian về phần thực hành nhiều hơn. Thế thì khi mà nói đến Cardano thì chúng ta nói đến hệ sinh thái của Cardano có những cái gì? Thế rất nhiều người sẽ hỏi hệ sinh thái nó là cái gì? Thì nó giống như là chúng ta đang xây dựng một nền tảng blockchain ấy. Nó giống như là một cái khu phức hợp. Ví dụ chúng ta nhìn thấy một cái khu như là Vinhome, Riverside, hay là cái khu một cái khu Eco Park, hay là khu Vinhome Ocean Park. Thì sau khi người ta xây dựng xong hạ tầng, đường, nhà ở, thì mọi người bắt đầu đến để ở và các dịch vụ nó là phát sinh trên đó. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy có bệnh viện, có trường học, có hàng quán, có siêu thị ở đó. Thì tất cả những cái đó nó gọi là hệ sinh thái. Nó gọi là hệ sinh thái. Tất cả những dịch vụ liên quan, tất cả những ứng dụng liên quan chạy đó nó gọi là hệ sinh thái. Mà ở đó ấy, thì nếu như mà Eco Park là một cái nền tảng thì những cái dịch vụ bên trên nó gọi là hệ sinh thái. Thì ở đây Cardano cũng tương tự như vậy. Cardano giống như một cái gì đó, giống như là một cái hạ tầng, giống như Eco Park hay giống như Ocean Park. Mà sau đó thì những cái ứng dụng, những cái dịch vụ nó bắt đầu phát triển lên trên đó. Thì cái ứng dụng, cái dịch vụ phát triển trên đó ấy, nó gọi là đó là hệ sinh thái. Thì bất cứ một nền tảng nào cũng vậy, họ rất muốn cho làm cho cái hệ sinh thái của họ trở nên nhộn nhịp hơn, đầy đủ hơn. Thì đây là một cái hình mà ở trong hệ sinh thái của Cardano lấy trong tháng 10 năm 2021. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì nền tảng của Cardano nó khá là đầy đủ. Chúng ta sẽ đi từng cái bức tranh một. Bức tranh đầu tiên là lending and borrowing, hay còn gọi là vay và cho vay. Thì bất cứ ở một cái xã hội nào, bất cứ ở một cái nền tảng nào đời thực chúng ta nhé, thì cái việc mà cho vay và đi vay nó luôn luôn là cái việc mà cần thiết trong một cái xã hội. Thì tương tự như vậy với Cardano cũng vậy, nó sẽ có những cái chợ và có những cái nền tảng để cho vay và đi vay. Đây chúng ta gọi là cho vay tài sản của chúng ta cho vay cái đồng crypto của chúng ta, hoặc là cái tài sản số của chúng ta, người gọi là digital asset của chúng ta. Chúng ta lấy về một cái lợi nhuận nào đó. Thứ hai là những cái launchpad, là những cái nền tảng hỗ trợ những cái ứng dụng hay là những cái startup phát triển lên trên đó. Ví dụ như là các bạn có ý tưởng gì đó thì các bạn có thể là đăng ký trên một cái launchpad cho nó để chúng ta triển khai cái ý tưởng đó. Cái phần thứ ba là phần đồng tiền ổn định, hay còn gọi là stable coin.
Thì giống như là chúng ta đang ở ngoài đời thực ấy, chúng ta luôn có một cái vật nào đấy gọi là vật, chúng ta muốn neo cái giá trị tài sản chúng ta lại, để cho bất cứ, chúng ta thấy là cái thị trường crypto thì vốn dĩ của crypto ấy là thay đổi lên xuống theo thời gian, mà thay đổi rất là cái biên độ rất là lớn. Thế thì cái gì là cái mà giữ lại tài sản của tôi không bị thay đổi? Thì lúc đấy chúng ta phải dùng những cái đồng tiền ổn định. Nếu như ở trên nền tảng Ethereum các bạn biết đến USDT, USDC, thì trên nền tảng Cardano nó cũng sẽ có đồng tiền ổn định như vậy. Và đây là những công ty làm về cái đồng tiền ổn định đó, để sau này các bạn có thể bán cái tài sản số của chúng ta, hay là hoán đổi cái tài sản số của chúng ta, hoặc là đi cho vay cái tài sản số của chúng ta để lấy về cái đồng tiền ổn định đó. Thì sau này trên nền, bất cứ những cái dịch vụ gì trên đời thường chúng ta có thì hầu hết nó sẽ có trên nền tảng của blockchain. Thì nữa mọi người sẽ nhìn thấy, lúc nãy là mọi người nhìn thấy là cho vay và đi vay. Sau này nó cũng có những cái như là bảo hiểm nó cũng có. Đó. Tiếp theo là cái nhóm về gọi là thông tin đời thực. Thông tin đời thực như là Oracle. Ví dụ như là làm thế nào đấy để một cái nền tảng blockchain có những cái smart contract để nó giúp cho mọi người tham gia được cái việc cá cược trận đấu bóng đá. Thế thì cái thông tin cá cược của trận đấu bóng đá là thông tin hoàn toàn đời thực. Đấy. Hay là thông tin về thời tiết chẳng hạn. À, cái này 100 người à? Cái gì thế này nhỉ? Thì mình có đây không ạ? Nhờ thì mình xem hộ cái phần remain time của cái phòng họp. Cho phần remain time nó báo là phòng họp này chỉ còn có 10 phút. Nhờ thầy Hiệu gọi cho thầy Minh để ý hộ cái phần remain time của cái phòng họp này. Thì với những cái ứng dụng trên nền tảng blockchain ấy, thì khi mà cần có thông tin đầy thực ấy thì buộc phải có cái gọi là Oracle, phải có cái phần Oracle. Thì Oracle đó là cái dịch vụ để đưa cái thông tin đầy thực vào trong blockchain, ví dụ như là dự báo thời tiết, dự báo giá vàng, dự báo giá đô, hay là dự báo trận đấu bóng đá nhỉ, thì nó là cái phần này. Thì đây là những cái công ty, những cái nhóm sẽ làm về Oracle trên nền tảng của Cardano. Đây là nhóm cho sàn DEX, sàn giao dịch ấy. Giống như đời thực chúng ta thì chúng ta có sàn chứng khoán hay là sàn mua bán tài sản của chúng ta, thì trên sàn DEX ấy, nó cũng có những cái trên blockchain nó cũng có cái sàn để mua bán tài sản số qua đó. Cũng mua bán tài sản số qua đó. Hay là sau cái để mua bán được cái này thì chúng ta sẽ có cái phần ví. Ví là cái gì? Chút nữa ở cái phần sau mình sẽ cùng nhau phần gần cuối, phần thực hành chúng ta sẽ thực hành một cái việc là mở một cái ví. Thế phần ví đó là cái gì? Thì nó là cái nơi, nó là cái chỗ để chứa những cái private key. Một cái thuật ngữ là private key để nó có thể là mở được cái tài sản của chúng ta trên blockchain. Đúng, cái khái niệm ví này cũng rất là hay, là nó giống như chúng ta hình dung gần giống như cái ví để tiền của chúng ta, nhưng mà bên trong cái ví đấy không có tiền. Bên trong cái ví đấy nó là một cái thuật toán, nó là một cái sự giải mã ở trên đó để nó nhìn thấy được là cái tài sản nào trên blockchain là tài sản của chúng ta. Tiếp theo là cái việc là payment, liên quan đến việc mà khi mà nền tảng blockchain ra đời thì nó cũng sẽ có hệ thống thanh toán đời thực kết nối với blockchain. Ví dụ như là một cái hệ thống website cần thanh toán nhận thì có thể dùng một trong số cái hệ thống thanh toán này để kết nối cái website đó với blockchain được. Đây thì một cái phần mảng rất lớn là mảng NFT. Là mảng gaming. Ở đây thì các bạn nào làm hay chơi game, các bạn sẽ biết những khái niệm như là NFT hay là gaming ở đây. Thì có những cái công ty chuyên làm về NFT hay làm về những cái game chơi thì nó sẽ đưa vào cái nhóm này. Và bất cứ một nền tảng blockchain là cũng vậy, cái nhóm này rất lớn. Cái thị phần này rất lớn luôn.
Nên là nếu như các bạn đã có ứng dụng, có ý tưởng làm về NFT hay là về gaming ấy, thì các bạn cũng suy nghĩ ở phần này. Ngoài ra thì có một những cái nhóm khác ở đây, những cái nhóm mà không phân 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 loại ra cái nào cả, chỉ đang ở đây. Một trong cái số đó như mọi người nhìn thấy như là Atala Prism, mỗi mình có vừa nghe. Atala Prism thì là một trong những cái nền tảng xác thực số, xác thực định danh số. Ví dụ như là chúng ta có thẻ sinh viên thì Atala Prism cũng có thể là cung cấp chúng ta cái định danh sinh viên đó trên nền tảng của blockchain được, để chúng ta giúp chúng ta truy vấn được cái định danh của chúng ta khi mà chúng ta muốn đăng nhập vào đâu đó, thay vì là cái định danh đó hiện tại đang nằm tập trung thì chúng ta đưa lên phi tập trung được. Thì đó đó là cái hệ sinh thái của Cardano, một cái bức tranh nó khá đầy đủ như thế này. Thì nhìn ở đây thì mỗi lĩnh vực như này thì mọi người sẽ thấy là trong mỗi một lĩnh vực ấy, nó sẽ có rất nhiều cái đơn vị, rất nhiều công ty cùng tham gia vào đó. Thì nếu như các bạn muốn làm vào một lĩnh vực nào đó thì các bạn phải xem là hiện tại bây giờ đang có cái gì rồi. Giống như là chúng ta muốn tham gia một cái chợ, chúng ta mở một cái gian hàng bên Ocean Park chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải biết xem là tại Ocean Park hiện giờ có bao nhiêu gian hàng rồi. Đấy, thì đây là những cái gian hàng, những cái đơn vị đang cung cấp những dịch vụ trong cùng một cái nhóm ngành như vậy. Chúng ta phải xem và phân tích họ xem là họ có điểm mạnh gì, họ có điểm yếu gì, và nếu như chúng ta có ý tưởng thì chúng ta sẽ cái ý tưởng của chúng ta nó đặc sắc ở chỗ nào. Tiếp theo là nói về Catalyst. Khi mà nói về hệ sinh thái Cardano thì không thể không nói đến Catalyst. Hệ sinh thái của Cardano ấy thì nó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố, nhưng mà một trong những yếu tố được hình thành đấy là do sự đóng góp của Catalyst. Catalyst là một cái nơi mà có thể giúp cộng đồng biến cái ý tưởng của họ thành những cái dự án, là cái nơi cấp vốn. Mọi người nếu mà có ai bị out ra ngoài thì mọi người join lại đúng cái phòng họp cũ giúp giúp tôi với nhé, bởi vì là nhìn cái phòng họp này nó đang có cái cảnh báo là sẽ bị out ra ngoài. Nếu như mọi người có bị out ra ngoài thì vẫn cứ cái thông tin ID đó, vẫn cái mật khẩu đó mọi người join lại giúp, nếu như chúng ta có bị out ra. Thì Catalyst thì là cái nơi mà giúp mọi người có thể là biến cái ý tưởng của mình thành những cái dự án đời thực. Nếu như các bạn có ý tưởng thì hãy cân nhắc ở cái buổi trình bày ngày hôm nay, ngày tuần tới và tuần tới nữa, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao đấy để đưa cái ý tưởng của mình thành những cái dự án để được cấp vốn. Và cái đó hoàn toàn miễn phí ấy, chứ không phải là cái mà phải trả phí, không có đơn vị nào đòi phí của các bạn cả. Đây là hoàn toàn miễn phí, miễn sao các bạn có ý tưởng. Thì đó là nền tảng của Catalyst. Thì Catalyst sẽ được tổ chức như thế nào? Catalyst ấy thì cái tiền của quỹ của Catalyst nó sẽ chia theo từng vòng cấp vốn. Hiện giờ chúng ta đang ở vòng cấp vốn số 8. Mỗi một vòng cấp vốn của Catalyst hiện nay nó mất khoảng 11 đến 12 tuần. Nó chiếm khoảng 11 đến 12 tuần tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Nó có một số cái thay đổi trong cái diễn biến của cái phần đó thì mọi người có điều chỉnh, nhưng mà nó khoảng 11 đến 12 tuần. Sau này mọi người có thể cắt ngắn hơn, rút ngắn hơn nữa. Như vậy là gì? Cứ 11 đến 12 tuần, khoảng tầm 3 tháng thì chúng ta sẽ có một vòng cấp vốn mới. Ví dụ như chúng ta đang ở phần số 8 thì phần số 8 này sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 5. Thì cuối tháng 5, sau khi các bạn tham dự hoàn tất những khóa học này rồi, các bạn có đủ kiến thức thì các bạn có thể nộp vào phần số 9 được. Phần số 9 được. Phần số 9 nó sẽ bắt đầu từ khoảng khoảng mùng 10 tháng 5 đến 15 tháng 5 gì đó, nó sẽ bắt đầu. Các bạn hoàn toàn có thể là nộp vào đấy rất là phù hợp. Mỗi một vòng cấp vốn ấy thì nó sẽ có một cái khoản tiền nhất định. Ví dụ như là fund số 7 thì nó có 12 triệu đô. Fund số 8 thì cái phần tổng tiền quỹ để cấp vốn ấy nó lên tới 16 triệu đô cho tất cả các dự án bên trong đó. Thì
ở mỗi một vòng cấp vốn thì nó lại được chia thành các thử thách khác nhau, thành các gọi là các nhóm khác nhau. Ở mỗi một nhóm ấy thì nó đi giải quyết một bài toán cụ thể. Ví dụ một cái nhóm về làm về ứng dụng phi tập trung, một nhóm phát triển về cộng đồng, nhóm về phát triển về ứng dụng thanh toán, hay là nhóm làm về báo chí truyền thông, hay là phát triển cộng đồng. Đấy, thì nó có rất nhiều các hạng mục khác nhau. Trong mỗi một cái fan ấy thì nó có rất nhiều hạng mục khác nhau. Và mỗi cái hạng mục này ấy, thì nó đều có một cái khoản tiền nhất định mọi người sẽ công bố trước khi có cái fan đó. Ví dụ như ở fan số 9 sắp tới, ngày mùng 10 tháng 5 mình sẽ có, hoặc trong khoảng mùng 10 đến 15 tháng 5 mình sẽ có. Thì khi mà ra fan 9 ấy, người ta sẽ báo là trong fan 9 này có bao nhiêu hạng mục và mỗi hạng mục đấy được cấp bao nhiêu tiền. Mỗi hạng mục khác nhau sẽ được cấp tiền, khoản tiền khác nhau. Đó. Mà ở fan 9 thì chúng ta dự kiến nó khoảng 30 triệu đô thì các bạn rất rất là rộng lớn để các bạn có thể là cái quỹ rất là nhiều để các bạn nộp cái ý tưởng như nó được. Sau khi mà cái ý tưởng chúng ta nộp rồi ấy, nộp lên hệ thống này rồi thì sẽ có cộng đồng sẽ tham gia bỏ phiếu, và cộng khi mà cái dự án của chúng ta, cái ý tưởng của chúng ta được rất nhiều người bỏ bỏ phiếu cho ấy, thì chúng ta sẽ được cấp vốn. Hay nó khác đi gì, cái ý tưởng của chúng ta không phải được đánh giá bởi một người, được quyết định bởi một người, mà ý tưởng chúng ta được quyết định bởi cả cộng đồng này. Những người nắm giữ ADA họ sẽ quyết định, họ sẽ thấy là cái dự án của chúng ta hay, họ sẽ bỏ phiếu cho chúng ta. Và chính chúng ta ở đây, nếu như bạn nào nắm giữ ADA, các bạn có thể tham gia bỏ phiếu cho những dự án khác. Và hôm trước thì các bạn, tôi cũng chia sẻ với mọi người là gì, nếu như các bạn không có ADA thì các bạn bằng chính cái kiến thức của chúng ta, bằng chính cái sự hiểu của chúng ta, các bạn có thể viết dự án để được cấp vốn mà họ cấp bằng đúng ADA, hoặc là các bạn tham gia việc là chấm các dự án đó để thu về ADA cho chúng ta mà không mất đồng tiền nào để các bạn phải tham gia cả. Mọi thứ đều làm từ cái sự đam mê của các bạn, bằng cái kiến thức của các bạn. Ok. Thì trước khi đi vào chuyên sâu hơn chút thì mình sẽ nói về trong mỗi vòng cấp vốn ấy như thế này. Mỗi một cái fund, người ta gọi là cái vòng cấp vốn hay gọi là cái fund. Một cái fund số 6, số 7 hoặc là fund 8 hoặc fund 9. Chúng ta đang ở fund số 8. Thì bất cứ một cái fund nào ấy, hiện nay họ chia ra làm 8 cái giai đoạn như thế này. 8 cái giai đoạn như thế này. Giai đoạn đầu tiên là các bạn lên trên nền tảng của Catalyst, nền tảng của Catalyst, cụ thể là lên cái website cardano.ideascale.com ấy. Các bạn chia sẻ thông tin của các bạn ở đó, chia sẻ về cái ý tưởng của mình. Sau khi chia sẻ xong rồi thì các bạn phải viết nó thành một cái đề xuất. Viết thành một cái đề xuất. Và khi viết đề xuất xong rồi ấy thì cộng đồng sẽ đứng ra, họ mới góp ý cho cái đề xuất của bạn. Là họ mới hỏi bạn là bạn nên làm phần này như thế nào, phần kia như thế nào, cái phần này có thể nên bớt hay là nên cải tiến hay không. Thì tất cả những cái lời bình đó đến từ cộng đồng, họ đọc và họ bình luận vào cái dự án của bạn. Sau khi họ bình luận xong rồi, dự án xong của bạn xong rồi, thì họ sẽ việc của bạn là gì? Bạn sẽ hoàn tất cái dự án của mình theo những lời góp ý của cộng đồng. Nếu mà bạn cảm thấy thực sự nên thì bạn chỉnh sửa. Nếu mà bạn cảm thấy không nên thì mình cũng không cần thiết phải chỉnh sửa. Đấy là quan điểm, đấy là cái việc lựa chọn là của bạn. Cộng đồng là những người cho bạn thêm thông tin để cái dự án của bạn trở nên tốt hơn theo ý hiểu của họ. Theo ý hiểu của họ. Còn việc bạn tiếp nhận cái thông tin đấy hay không ấy là ở phía bạn. Và nếu như bạn tiếp nhận cái thông tin đó thì đây chính là thời điểm mà bạn sẽ phải hoàn tất cái dự án đó, chỉnh sửa cái dự án đó, hoàn tất cái dự án đó để làm gì? Để bước tiếp Ông thầy theo nào đó. là cộng đồng sẽ các CA sẽ tham gia việc chấm cái dự án này. Họ sẽ chấm cái dự án này. Các CA đấy là ai? Các CA đấy cũng là những người đến từ cộng đồng. Họ có kiến thức, họ hiểu về quản lý dự án hay là họ hiểu về cái lĩnh vực nào đó, cái lĩnh vực mà bạn nộp. Ví dụ tôi rất biết về lĩnh vực là phát triển ứng dụng phi tập trung, hay là bạn rất rõ về cái ứng dụng gọi là phát triển cộng đồng, hay là quản lý một cái dự án, thì bạn vào đúng cái lĩnh vực đó bạn chấm điểm cái dự án đó. Thì đó, khi bạn chấm điểm thì bạn được coi đó là CA.
hay gọi là committee advisor. Và cái việc chấm điểm đó nó cũng sẽ mang lại cho bạn những cái thu nhập nhất định, bạn cũng sẽ được trả thưởng một cách phù hợp. Sau cái phần đánh giá 7 CA xong rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái file Excel. Các bạn sẽ nhận một cái file Excel, tất cả những người chủ dự án ấy, người viết dự án sẽ nhận được cái file Excel. Nó gọi là file, đúng ra là một cái file Google Spreadsheet. Đó. Trên đó, à, có một số bạn không vào được hả? Tiến unlock cái phòng room ra. Rồi. Rồi. Bạn nào không vào được thì thử join lại xem có vào được không ạ? Thì sau khi mình sẽ quay lại cái chủ đề chính một chút. Sau khi mà các CA đánh giá xong rồi ấy, thì tất cả những đánh giá của họ được tổng hợp thành những cái file gọi là Google Spreadsheet, và họ sẽ để cho chúng ta khoảng một tuần. Nếu chúng ta là những người quản lý dự án, những người viết dự án, thì các bạn sẽ có khoảng một tuần. Các bạn sẽ có khoảng một tuần để xem lại tất cả những cái lời đánh giá của những CA từ đến từ cộng đồng, để mình xem là cái lời đánh giá của họ ấy có hợp lý hay không, có đúng hay không. Nếu mà không đúng, bạn cảm thấy không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể cắm cờ. Cắm cờ để làm gì? Nó giống như chúng ta đi thi ấy, mà cái điểm chúng ta cần phúc khảo ấy, thì cái việc đấy, cái việc cắm cờ này tương tự như vậy. Để làm gì? Để đến bước tiếp theo này, cái bước của người VCA ấy, họ đánh giá. Người VCA họ mới đánh giá là gì? Họ mới nhìn lại xem là những cái phần cắm cờ đấy nó đúng hay là nó sai, nó có thực tế hay không. Và họ đánh giá xem là những cái CA trước khi họ chấm ấy, có công bằng hay không. Đấy, thì cái vai trò của CA là như vậy. CA họ sẽ chấm lại cái đánh giá của CA. VCA họ sẽ chấm lại những đánh giá của CA. Thì sau khi VCA chấm xong, ở phân 8 thì chúng ta đang ở giai đoạn này. Ngày hôm nay chúng ta đang ở giai đoạn này. Chúng ta sắp sang đến hết ngày mai thì chúng ta sẽ sang giai đoạn bỏ phiếu với cộng đồng. Thì cộng đồng là những người đang nắm giữ ADA có thể tham gia bỏ phiếu bắt đầu từ ngày mai với phân 8. Phân 9 có thể là nó sẽ lệch đi rất nhiều. Bởi vì là chúng ta biết rằng mỗi một vòng cấp vốn như thế này thì chúng ta có từ 11 đến 12 tuần. Đó là một cái vòng đời của một cái vòng cấp vốn. Nó gồm có 8 bước như vậy. Thì tại sao phải nói cái 8 cái bước này? Để nếu như bạn nào có ý tưởng, và tôi cũng rất khuyến khích các bạn có ý tưởng để nộp thành dự án, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Bởi vì sao? Cái dự án của bạn luôn luôn được cộng đồng góp ý, và dựa vào góp ý của cộng đồng. Thì nếu như bạn thấy cái góp ý đó nó hay, bạn hoàn toàn có thể là chỉnh sửa lại dự án của mình. Và nếu như thậm chí đến các CA mà chấm không công bằng với bạn, bạn hoàn toàn có thể khiếu kiện bằng cách là cắm cờ. Cái slide này nó lên một cái gì? Hiện giờ chúng ta đang ở phân 8. Phân 2 đây. Quỹ rất là, cái tiền cho phân 2 rất là ít. Phân 3 nhiều hơn chút. Phân 4, phân 5, phân 6, phân 7. Chúng ta thấy phân 7, số tiền cho phân 7 bằng một nửa số tiền cho phân 8. Bằng một nửa số tiền cho phân 8 luôn. Và sắp tới phân 9 cũng như vậy. Số tiền cho phân 9 dự kiến sẽ gấp đôi số tiền cho phân 8. Đó. Và hiện giờ chúng ta đang có 269 dự án đang được cấp vốn trên nền tảng của Catalyst với tổng số tiền cấp vốn khoảng 8 triệu đô. Con số này là con số của Catalyst phân 7. Đây, con số này của Catalyst phân 7. Tổng số tiền cấp vốn là 8 triệu đô và chúng ta có 269 dự án. Cái hình này là một cái hình rất là hết sức là ý nghĩa, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Hôm nay là chúng ta là ngày mùng 7 tháng 4. Chúng ta sẽ chờ đợi xem khoảng một năm sau thì cái hình này nó sẽ có thêm những dự án nào của Việt Nam ở đây. Ở đây thì đã có một số cái dự án, một số cái logo của Việt Nam trên đây rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy như Minswap, có Tumin, có Fimi, rất nhiều đơn vị khác nằm ở đây. Tuy nhiên thì cái con số mà tôi muốn nói ở đây là cái sự phát triển của các dự án theo từng vòng cấp vốn. Chúng ta vòng số 2 ấy chỉ có 78 dự án nộp thôi và có 12 dự án vào cấp vốn.
Vòng số 3 thì có 150 dự án nộp, có 21 dự án được cấp vốn. Tương tự như vậy, vòng số 4, số 5, số 6 đến số 7. Số 7 chúng ta có 936 dự án hay 936 ý tưởng thì có 269 dự án được cấp vốn. Như vậy là cỡ khoảng gần 1 phần 3, gần 1 phần 3. Đó. Nhưng mà riêng ở phân 7 này, Việt, cộng đồng Việt Nam mình có nộp 19 dự án thì chúng ta được 10 dự án được cấp vốn. Có nghĩa là riêng cộng đồng Việt Nam mình chiếm cỡ khoảng con số tỷ lệ của cộng đồng Việt Nam mình là 50, hơn 50%. Trong khi đó cộng đồng tỷ lệ chung này khoảng gần 30%. Đó cũng là một cái thông tin mà tôi thấy, cá nhân tôi thấy rất là đáng mừng. Bởi vì sao? Bởi vì là người Việt Nam luôn luôn rất là nhanh nhẹn, rất là sáng tạo khi mà tham gia những cái dự án kiểu này. Và chúng tôi cũng rất là trông chờ ở các bạn, những bạn sinh viên, những người nghiên cứu khoa học sẽ tham gia vào cái lĩnh vực này nhiều hơn. Và chúng ta cùng nhìn xem, chúng ta đang ở tháng 4 của năm, những ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2022. Nhưng với Cardano thì mục tiêu của năm 2022 là họ đẩy tới một con số là 2.100 dự án được cấp vốn. Mà chúng ta đang ở tháng 4, có nghĩa là gì? Chúng ta mới có được dự án của phân 6 và phân 7 thôi. Tổng dự án của phân 6 và phân 7 cộng lại mới chưa đến 500. Chưa đến 500. Con này mới có hơn 400 tí tí thôi. Đúng không? Hơn 400 chút thôi. Chưa đến 500. Như vậy chúng ta còn gì? Chúng ta có khoảng còn 1.600 dự án được cấp vốn nữa thôi. Nếu theo đúng kế hoạch, nó khoảng 1.600 dự án được cấp vốn. Có nghĩa là từ giờ đến hết năm 2022, chúng ta còn toàn bộ cái cơ hội, 1.600 cơ hội đó, là chúng ta có thể chiếm lĩnh một phần nào trong số đó, chính là từ các bạn. Chính là những cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta xem xong rồi thấy là đấy là cái một cái cơ hội thực thụ cho các bạn khi mà đang có ý tưởng. Thế thì đó là nói về Catalyst, nói về Cardano. Thì khi các bạn có ý tưởng, nếu ý tưởng đó các bạn cần lập trình thì những slide về sau sẽ nói về lập trình. Phần 3 và phần 4 tôi sẽ nói chuyên về lập trình. Nếu như các bạn là ý tưởng về mặt kinh doanh, các bạn vẫn có thể chia sẻ. Sau khi kết thúc buổi học này thì thầy Thông sẽ làm một cái phần survey, một cái bài, một cái form để hỏi mọi người. Khi các bạn có ý tưởng nào đó, các bạn có thể chia sẻ ý tưởng đó. Chúng tôi sẽ kết nối các bạn đến những người biết lập trình, những đội nhóm họ lập trình được, những cái nguồn lực để phù hợp cho cái ý tưởng của các bạn. Quan trọng là các bạn có ý tưởng để đưa lên thành thực tế. Còn đây cái slide về số số 3 và số 4 là phục vụ trên cho những bạn nào đam mê về mặt lập trình. Bạn thấy nó có gì hay ở đây? Ngôn ngữ lập trình trên trên Cardano thì nếu như các bạn nào làm việc với lại Ethereum thì các bạn biết rất rõ là cái ngôn ngữ Solidity, là ngôn ngữ này Solidity. Thế thì tại sao lại có Solidity ở đây? Với Cardano ấy, thì chúng ta có 5 cái nhánh lập trình khác nhau. Đây, có 5 cái lựa chọn khác nhau. Mà Solidity là một trong những lựa chọn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta biết rằng là Ethereum chiếm lĩnh cái thị trường blockchain cũng khá là lâu rồi. Và hầu như nếu như bây giờ mọi người nói về lập trình trên blockchain thì mọi người nói về lập trình cho Solidity. Nó giống như một cái ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, những năm 75, năm 76 mà các bạn ở Sài Gòn khi mà nói về cái xe máy ấy, trong người Sài Gòn còn gọi một cái tên gì các bạn? Ở đây thì rất nhiều các bạn sinh năm 2003 có thể không có cái khái niệm này. Nhưng mà những năm bảy mấy, 74 đến 78 mà ở Sài Gòn nói về xe máy ấy, thì người gọi chung một cái từ là xe Honda. Mà trên cái thị trường xe máy bây giờ nó rất nhiều cái hãng xe máy khác nhau. Chúng ta có Honda, chúng ta có những cái xe Kawasaki, chúng ta có Novo. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là Honda vào thị trường Việt Nam rất sớm nên là mọi người biết đến xe máy là Honda. Thành đi vào cái mindset như vậy, một cái tư duy như vậy. Cứ nói xe máy mọi người gọi chung cái từ là nhà có xe Honda không? Thì không có hỏi là nhà có xe máy hay không.
Thì tương tự như vậy, với nền tảng blockchain cũng như vậy. Khi nói về lập trình blockchain thì hầu hết mọi người nói đến Solidity, hầu hết. Chính vì vậy, Cardano cũng làm một cái gì, họ cũng muốn tận dụng những cái đội ngũ lập trình Solidity trên nền tảng của chính mình. Thì họ đưa một cái nhánh là với những người lập trình Solidity ấy, thì chúng tôi sẽ có một cái hệ thống máy ảo bên dưới ấy, để cho phép cái ngôn ngữ Solidity này chạy được trên nền tảng của blockchain Cardano. Đó. Ngoài ra thì chúng tôi còn phát triển ngôn ngữ riêng của chúng tôi, đó là Merlot, đó là Plutus. Merlot và Plutus. Nói đến Cardano, mà lập trình truyền thống của Cardano thì người ta nói đến Plutus nhiều hơn. Nói nhiều Plutus nhiều hơn. Bên dưới đằng sau Plutus đấy là Haskell. Một cái ngôn ngữ lập trình khá là an toàn, khá là chặt chẽ so với các ngôn ngữ lập trình khác. Thì ngoài ra thì còn một ngôn ngữ nữa là gọi là Grow. Grow thì ngôn ngữ này cũng khá là phổ biến, cũng khá là lâu đời rồi. Đặc thù của Grow là cái tập lệnh của Grow ngắn hơn. Thấy Grow nói rằng là viết dễ hiểu hơn. Nhưng mà trong giới hạn khuôn khổ của các chuỗi series này, chúng tôi sẽ trình bày lập trình ở dưới ngôn ngữ là Merlot và Plutus nhiều hơn. Thì khi nói đến lập trình ấy, thì có mấy cái thuật ngữ mà chúng ta thường va chạm phải, chúng ta sẽ thường thường thấy là cái khái niệm gọi là smart contract. Này, cứ nói lập trình thì nói đến smart contract. Tại sao như vậy? Smart contract thực chất đấy nó là một cái đoạn chương trình. Smart contract là một cái đoạn chương trình. Khi mà nói đến lập trình trên trên blockchain ấy, thì người ta nói đến smart contract. Thế smart contract là cái gì? Thay vì chúng ta lập trình một cái đoạn chương trình ngắn thôi ấy, chúng tôi gọi là một cái phần file thực thi chẳng hạn. Thì ở đây nó là một smart contract, nó là chính là cái file thực thi mà chúng ta làm, chính là cái chương trình chúng ta làm. Nhưng nó có một cái khác là gì? Cái smart contract này, cái chương trình này ấy, nó sẽ tự động thực hiện khi mà những cái điều kiện phù hợp nó diễn ra. Ví dụ như là tôi thực hiện là 3 ngày nữa là chuyển tiền từ anh A sang anh B, thì đúng 3 ngày nữa cái smart contract này nó kích hoạt và nó chạy. Đó. Đây, và cái smart contract này nó cũng chính vì thế người ta tận dụng cái smart contract này như là một cái gọi là thỏa thuận số, gọi là digital agreement, là thỏa thuận số. Nếu như trước đây giữa người A với người B không hề biết nhau mà muốn mua bán với nhau ấy, thì chúng ta thường phải qua một bên trung gian, đúng không? Ví dụ tôi bán một cái nhà cho một anh nào đó mà anh đấy tôi không biết, chúng ta thường thường phải thông qua bên 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 notary, gọi là bên công chứng, đúng không? Và chúng ta đều tin cái bên công chứng đó là tài sản của tôi là thật, và sau khi ký nhận chuyển đổi tài sản rồi thì tôi lấy tiền về. Đó. Thì anh công chứng là anh bên thứ ba. Thì bây giờ trên blockchain nó không làm như thế nữa. Blockchain nó sẽ có những cái smart contract như thế này để mọi người đều ký vào đây. Đều ký vào đây, và cái smart contract này nó sẽ tự động thực thi những cái điều khoản trên này luôn. Và thực chất nó là một cái chương trình. Nói sâu nói xa là nó là chương trình. Nó là những cái file thực thi, và cứ thỏa thuận là phù hợp thì nó chạy. Đó. Đó, thì đấy gọi là khái niệm gọi là smart contract. Và nếu như các bạn cần lập trình chuyên sâu, thực sự chuyên sâu thì mới cần viết smart contract. Còn nếu như các bạn lập trình chỉ để ở một những cái lĩnh vực căn bản nhất định thì không nhất thiết phải cần smart contract. Chút nữa thì mình sẽ làm những cái demo mà chúng ta không nhất thiết phải viết thành một smart contract để mọi người xem. Ở đây chúng ta có cái khái niệm là smart contract là cái gì, ngôn ngữ lập trình cho Cardano là những cái gì. Thế thì với những anh chị em, những bạn sinh viên, những người nghiên cứu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta mới bắt đầu với Cardano thì bắt đầu từ đâu? Nếu chúng ta muốn chuyên sâu về lập trình thì bắt đầu từ đâu? Thì Cardano chúng ta có hai cách. Nếu như bạn thực sự bạn là người biết tiếng Anh thì các bạn có thể vào trang developer.cardano.org. Trang này sẽ nói cho bạn tất cả những cái gì bạn cần để trở thành một người lập trình trên nền tảng Cardano. Đây, đây là cái hình bên ngoài của họ. Cái hình bên ngoài của trang đó. developer.cardano.org. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có Cardano cũng đưa ra những cái khóa học gọi là Plutus Pioneer Program để dạy mọi người. Và khóa học này hoàn toàn miễn phí.
Có một điều duy nhất là dạy vào lúc 11 giờ đêm giờ Việt Nam, bởi vì là cái người dạy này là họ ở giờ CAT, thì lúc đấy là khoảng 8 giờ sáng, 9 giờ sáng của họ, nên là nó hơi lệch múi giờ với Việt Nam một chút. Thì bạn nào chăm chỉ nó là hoàn toàn có thể tham dự được. Thế nếu như các bạn mà không biết tiếng Anh thì đây là một lựa chọn cho các bạn. Chúng tôi, bản thân tôi, thầy Hiệu thì cũng là những người mà được Cardano cấp vốn cho một cái dự án, là dự án dịch toàn bộ những cái ngôn ngữ lập trình, cái hướng dẫn lập trình, dịch toàn bộ cái hướng dẫn lập trình từ cái trang của Cardano sang tiếng Việt, chính là cái trang này, sang tiếng Việt. Và cái dự án này là chúng tôi cũng xin cấp vốn từ Catalyst luôn, ở phân số 5, phân số 6, ở phân số 6. Chúng tôi cũng nộp trên Catalyst, chúng tôi xin là gì? Chúng tôi sẽ Việt hóa những cái hướng dẫn này sang tiếng Việt. Và cái Việt hóa đấy ở đâu? Các bạn có thể truy cập vào trang cardano2vn.io. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái trang như thế này. Đó. Ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu những ngôn ngữ lập trình như thế nào, những cái video demo như thế nào, những khóa đào tạo của Cardano như thế nào. Khóa này cũng đã được dịch sang tiếng Việt rồi. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo. Và trên này chúng tôi cũng sẽ có những người hỗ trợ các bạn. Khi các bạn có thể hỏi cái gì đó thì các bạn có thể lên đây các bạn có thể hỏi được. Trên cái site này là có chỗ để các bạn hỏi. Tôi sẽ dừng ở đây một chút. Đây. Thì nếu như các bạn đây, cái trang này nó nhìn rất giống như là chúng tôi sẽ Việt hóa cái nội dung của cái trang developer cardano.org. Đây là cái trang bắt đầu cho những người lập trình. Cho những người lập trình. Thì các bạn biết tiếng Việt, tiếng Anh, các bạn phải vào đây thẳng để các bạn xem luôn được đúng cái ngôn ngữ, bằng ngôn ngữ ban đầu, ngôn ngữ của người viết. Còn nếu các bạn muốn tham khảo tiếng Việt, các bạn có thể sang đây. Và ở đây chúng tôi cũng có các bạn viết hợp đồng, viết một cái smart contract ở đâu, các bạn có thể tích vào đây, các bạn xem hướng dẫn viết smart contract như thế nào. Đây, các bạn có thể xem những cái video mà chúng tôi đã làm. Và trên này thì chúng tôi cũng có nhóm để các bạn có thể là nếu các bạn cần thì các bạn có thể vào đây xem cái nhóm của chúng tôi, và các bạn sẽ cần hỏi gì thêm các bạn được nhóm chúng tôi hỗ trợ ở đây. Thì đấy là cái lựa chọn đối với những người đọc bằng tiếng Việt. Ok, thì đó là toàn bộ những cái phần kiến thức mà bản thân tôi muốn chia sẻ với mọi người về Cardano, về hệ sinh thái của Cardano, cũng như là những cái ngôn ngữ lập trình trên nền tảng của Cardano. Thì ở chúng ta có phần tiếp theo này, thời gian còn lại chúng ta dành cho phần thực hành. Phần thực hành thì chúng ta có rất nhiều cái module rất là thú vị. Nhưng để chuẩn bị cho tất cả các module đó thì chúng ta sẽ nói sơ bộ một chút về cái ví. Cái ví nó là cái gì? Chúng ta biết rằng là một cái nền tảng blockchain ấy thì thực chất nó chỉ là những cái máy tính nối lại với nhau thôi. Ví dụ đây là cái ba cái máy tính nối lại với nhau như thế này. Thực chất là cái mạng blockchain của Cardano nó nhiều hơn ba máy, nó khoảng 3.000 máy, ít nhất là 3.000 máy nối lại với nhau như thế này, và nó chạy cùng chung một cái giao thức, cùng chung một cái ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Trên đó ấy, nó có những cái giao dịch, những cái transaction như này. Thế trên cái giao dịch này ấy, nó sẽ có những cái hash đây, không biết thầy Minh cũng đã nói chuyện về cái hash này rồi. Mỗi cái giao dịch này sẽ có một cái hash riêng, và ở cái hash đó ấy, thì muốn mở được cái đó ra ấy, thì chúng ta phải có một cái key, chúng ta phải có một cái key. Mà cái key đó ấy, nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở ví của chúng ta. Nếu như chúng ta thấy rằng là mọi người nghe là từ ví đời thường, chúng ta nghĩ rằng ví nó là một cái chỗ để tiền, thì ví với lại tài sản số nó không phải là chỗ để tài sản. Trong ví đấy nó không, nó chỉ là cái ví, nó chỉ là cái công cụ để hiển thị cái tài sản của ta lên thôi. Còn tài sản của chúng ta vẫn nằm trên cái mạng lưới blockchain như này. Tài sản của chúng ta ấy, nằm trên mạng lưới blockchain này. Cái ví này lại chỉ là cái đầu đọc để nó cho phép chúng ta từ cái private key của chúng ta giải mã, từ cái khóa của chúng ta ấy,
trên cái ví này nó có cái khóa. Cái khóa đấy gọi là private key, để cho phép chúng ta giải mã được cái phiên giao dịch này, để biết rằng là cái chủ sở hữu của trên phiên giao dịch này nó thuộc về ai, để cho biết là bạn, nếu thuộc về bạn thì bạn có bao nhiêu tiền. Và cái số tiền này nó cũng nằm trên blockchain này, nhưng mà nó sẽ hiển thị trên cái ví này để các bạn nhìn thấy. Đó. Nó giống như thế nào? Nó giống như là ví nó gần giống như một cái giao diện để các bạn có thể là dùng cái mở được cái, lấy nó cho phép bạn dùng cái khóa này để các bạn giải mã được cái giao dịch, các giao dịch, và nó hiển thị cái số dư cho các bạn. Đó. Thế thì với bất cứ một cái nền tảng blockchain nào ấy, thì chúng ta cũng phải thao tác với cái ví. Nó là một cái nền tảng, một cái căn bản nhất của blockchain. Đó. Sau này chúng ta có thể ví dụ như chúng ta làm một cái ví dụ, một cái ứng dụng về truy xuất nguồn gốc hàng hóa đi. Ở đây rất nhiều người nghe đến cái từ gọi là truy xuất nguồn gốc hàng hóa rồi, đúng không? Ví dụ như chúng ta truy xuất một cái sản phẩm, ví dụ trái cây, quả xoài nhỉ, mà mang đi xuất khẩu. Thế thì khi ở quả xoài đó ấy, nó sẽ chứa cái gì? Nếu mà muốn đưa cái lên blockchain ấy, thì quả xoài đấy nó sẽ có thời gian hái, có thông thường nhé, thông thường có thời gian hái, có cân nặng lúc hái, ngày giờ hái, cái công ty hái là cái gì, cái vị trí đấy là cái gì, thông thường mọi người sẽ rất nhiều thông tin ở trên đó, và tất cả những đó nó sẽ đưa vào một cái NFT. Cái NFT đấy nó sẽ để cho một cái người chủ sở hữu, như là cái người chủ sở hữu đấy là ví dụ cái công ty hái cái quả ra, thu hoạch cái quả ra, nó sẽ để cái ví này, nó sẽ đọc được cái NFT đó, nó sẽ chứa cái NFT đó. Và khi mà cái công ty đấy bán quả xoài đến cho một đơn vị nữa, ví dụ bán cho Vinmart chẳng hạn, thì cái tài sản số, cái NFT này, nó cũng sẽ chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác, từ cái ông hái sang cái ông chủ, cái ông Vinmart, cái ông chủ cửa hàng Vinmart. Lúc đấy là gì? Lúc đấy người đến mua ấy, họ cầm cái điện thoại, quét QR code, quét cái bên ngay là à, cái quả xoài này nó được hái từ đâu và nó đi qua những cái bước nào. Đó. Thì đấy là một cái ví dụ để biết là cái ví rất là quan trọng trên nền tảng của Cardano, hay là trên nền tảng bất cứ một cái blockchain nào. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem cái việc là tạo một cái ví như thế nào và kiểm tra những cái giao dịch trên cái ví như thế nào, bằng cả việc là làm bằng cái ví thực tế. Sau đó mình sẽ làm những cái ví dụ trên trên câu lệnh, trên tích hợp với website, để sau này mà ở đây có bạn nào chuyên lập trình về website hay chuyên lập trình về mobile, các bạn có thể là hình dung được một phần nào đó cái cách lập trình trên blockchain như thế nào. Mà ở đây thì tất cả những ví dụ này Tiến không, tôi không hề dùng bất cứ cái gì liên quan đến smart contract cả. Tôi không dùng bất cứ cái gì liên quan đến smart contract cả. Tất cả những gì là dùng sẵn có trên hệ thống. Chúng ta lập trình rất là dễ chứ không quá phức tạp. Thì cái video này, cái slide này có một cái video hướng dẫn các bạn mở ví Euroi ở đây rồi. Tuy nhiên thì ở cái ví Euroi ấy, thì hiện giờ nó chỉ cho phép làm việc thẳng trên mainnet, nó không có trên testnet. Thì hôm nay ở đây tôi sẽ mở cho hướng dẫn mọi người mở một cái ví Vinami logo này mà chạy trên testnet được, và mọi người có thể lấy được những cái đồng token cái đồng token ADA để cho testnet cho thử nghiệm được mà không phải tốn bất cứ đồng tiền nào. Cái việc tại sao phải làm cái việc này? Tại sao phải làm cái việc này? Bởi vì là các bạn là những người lập trình sau này. Nếu như các bạn là quan tâm lập trình ấy, thì các bạn sẽ phải cần những cái đồng TADA lập trình. Chúng ta phải triển khai cái ứng dụng chúng ta trên testnet trước, trên cái mạng thử nghiệm trước. Sau đó chúng ta mới chạy trên cái mạng chính. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cả mọi người luôn cái phần là làm sao mở được ví, xin được những cái đồng ADA để cho lập trình được, cho thử nghiệm được. Sau đó chúng ta truy vấn cái giao dịch như thế nào. Qua cái slide này ấy, thì hy vọng là mọi người hiểu được cái ví, bản chất của cái ví đó là gì, nó chứa gì trong ví này, tài sản chúng ta lưu ở đâu. Thì khi mà mở cái ví Nami sẽ có một vài bước thì sẽ nói rõ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử một cái ví Nami ha. Đây. Nếu như các bạn nào không biết thì có thể search từ Nami Wallis.
50 đây. Đây là cái ví, nó là một cái ví trên nền tảng của Cardano. Nó hỗ trợ những trình duyệt như là Chrome, X. Cái ví này thì chưa thấy có trên mobile. Trên mobile thì mọi người có thể dùng ví Euroid được. Trên điện thoại di động mọi người có thể dùng ví Euroid được. Thì khi mà mở ví trên 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 trình duyệt đấy thì mọi người có thể chọn cái plugin này. Ví dụ đây chẳng hạn, chọn cái phần plugin này. Ở đây thì đang cài rồi nên là tiến sẽ remove nó đi. Hay là Chrome ha. Chrome mới lại remove đi. Cài lại cho mọi người thấy rằng là thấy nó chạy như thế nào. Của mình đang chạy S sao nó nhìn trên Chrome nào. Đây, S thử. Đó, khi các bạn S thì nó sẽ hỏi thêm cái plugin này không? Tôi chọn có. Mọi người chạy một chút, nó chạy ở đây. Bắt đầu cài. Đó. Thì khi cài xong rồi, mọi người sẽ nhìn thấy một cái chữ Nami ở đây. Đó. Nếu mà anh chị em nào có quan tâm phần này thì mọi người sẽ nhìn thấy cái chữ namiwallet.io trên thời hiệu cho chắc trên màn hình. Đó. Thì đây là nó sẽ có cái logo Nami ở đây. Thì mình có thể chọn một cái. Ban đầu thì nó không nhìn thấy cái ví của chúng ta đâu. Thì ở đây nó có hai cái giao diện để chúng ta làm. Một là New Wallet là tạo cái ví mới. Hai nữa là Import. Tại sao có cái Import này? Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy là đây, quay lại cái hình này. Cái ví của chúng ta ấy, nó chỉ là một cái công cụ để cho phép chúng ta đưa cái khóa chúng ta phải giải mã những cái giao dịch trên này thôi. Để biết là tài sản chúng ta trên cái chuỗi blockchain ấy, cái nào thuộc về chúng ta. Chính vì thế khi mà cái máy tính của chúng ta bị lỗi hay bị hỏng hay bị mất trộm mất cắp bằng cái nào đấy, cái máy tính của chúng ta bị lỗi, nó không tìm được cái ví này nữa ấy, mà chúng ta vẫn giữ được cái khóa này, thì vẫn còn cách để các bạn nhập lại cái khóa này để chúng ta đọc lại cái tài sản của chúng ta. Đấy, nó gọi chính là cái phần import này, chính là cái phần import này luôn. Đó, khi mà các bạn chọn import đây, nó sẽ hỏi những cái từ khóa. Đó, những cái từ khóa ví dụ 15 ký tự. Còn tiêu thì nó hỏi chúng ta từ khóa là cái gì ở đây. Nó nhập đúng cái từ khóa đó thì nó cho phép chúng ta khôi phục lại cái ví của chúng ta. Đó. Khôi lại phục lại cái ví mà chúng ta đã bị mất ở cái máy tính cũ hay cái điện thoại cũ. Ở đây thì chúng ta không chọn ở đây thì chúng ta sẽ vì là cái ví mới tôi sẽ chọn New Wallet nha. Các bạn nào chưa có ví ấy, chọn chức năng đầu tiên là tạo ví mới ở đây. Tạo ví mới thì luôn luôn, bởi vì là sao, bởi vì là cái ký tự sau này ấy, nó dùng để sinh ra cái private key, một trong những thông tin rất là quan trọng. Nếu như ai đó biết được cái chuỗi ký tự này thì họ sẽ có thể lấy được tài sản của các bạn, hay là gì, các bạn có token gì, các bạn có tài sản số gì, thông qua cái ví này mọi người có thể lấy được và chuyển cho người khác được. Chính vì thế bất cứ khi nào tạo ví ấy, hay là khi nhập ví ấy, Nami hay là ví Euroid họ cũng có cảnh báo là bạn đảm bảo rằng là không có ai đang nhìn cái màn hình của bạn. Tại sao như vậy? Vì họ, nếu họ nhìn thì họ nhìn thấy mọi thứ, và họ nhìn thấy mọi thứ có nghĩa là gì? Họ hoàn toàn có thể lấy được cái tài sản của các bạn. Đó. Nhưng ở đây thì tôi làm test, làm trên mạng testnet, mạng thử nghiệm, nên là cái chuyện đó nó không quan trọng lắm. Hoàn toàn có thể show cho các bạn xem được ở đây, hoàn toàn có thể chia sẻ các bạn đây, các bạn xem được. Nhưng mà các bạn lưu ý thực tế nhé, thì chỗ này mình phải chấp nhận là gì? Tôi đảm bảo rằng là phía sau tôi không có ai nhìn được màn hình của tôi, cái này không chia sẻ với ai cả. Nếu các bạn là trên mạng chính ha. Đó, sau khi các bạn click cái này rồi, nó ra một cái chuỗi 24 ký tự như này. Cái chuỗi 24 ký tự này ấy, nó cũng dùng để làm gì? Để làm đầu vào cho một cái thuật toán sinh ra private key. Đó. Thì chúng ta phải lưu 24 ký này là ký tự này lại. Tại sao tôi làm thế này? Sao tôi làm này? Bởi vì là đúng chuẩn ra ấy, thì tôi không chụp màn hình như này đâu. Và cũng luôn khuyến nghị các bạn không bao giờ chụp màn hình, không lưu bất cứ con
cái tự này nhá, những cái tự này, hai từ ký tự này, các bạn tuyệt đối không lưu trên máy tính, không lưu lên mạng internet, không lưu trên Google Drive, không lưu trên iCloud. Bởi vì các bạn mà bị ai đó lấy mất Google Cloud, lấy mất Google Drive hay là lấy mất iCloud thì toàn bộ tài sản của bạn có nguy cơ bị biến mất. Nhưng ở đây vì mục đích chia sẻ với mọi người thì tôi lưu ở đây thôi. Đúng, các bạn phải viết ra một tờ giấy và cất ở đâu đó chỗ rất an toàn, cất ở trong két. Đó, để đảm bảo rằng là những cái thông tin như thế này không được rò rỉ ra ngoài bởi bất cứ một phương tiện nào, ví dụ như là trên máy tính, ai đó hack vào máy tính của bạn lấy mất. Chuyện này đã có rồi nhé, các bạn không có. Hoặc các bạn lưu trên Google Drive, ai đó hack vào Google Drive của bạn lấy mất, hoặc là iCloud của bạn lấy mất. Chính vì thế, các bạn không nên viết ra như thế này, không nên chụp màn hình. Mà tốt nhất khi các bạn làm việc với những hệ thống chính, các bạn nên viết ra giấy. Lưu ý một điểm khi tạo ví là như vậy, nên viết ra giấy. Đây tôi đảm bảo tôi lưu ra rồi này. Nó luôn luôn bảo là bạn đã lưu cái này lại chưa, đồng ý lưu lại rồi. Nó cũng ghi rất rõ là lưu cái những cái chuỗi ký tự này ở một nơi an toàn, đảm bảo secure place. Next, next thì nó sẽ kiểm tra lại trí nhớ của tôi xem là cái số 5 là bao nhiêu. Tôi nhìn cái tôi biết là 5 của tôi là lobster. 15 của tôi là file. 10 là wiz. 20 là column. Đó. Lưu ý các bạn đừng bao giờ, nhắc lại một lần nữa là đừng bao giờ lộ những cái 12 ký tự này ra ngoài cho bất cứ ai cả. Đặc biệt là không lưu trên máy tính và lưu trên các Google Drive, iCloud. Ở đây mình sẽ nập tài khoản của mình vào tên ví, ví dụ như mình đặt cái đây là Đại học Nguyễn Trãi. Mật khẩu của bạn lưu đây. Đấy, mật khẩu của bạn lưu đây. Trước khi mật khẩu thì mình kiểm tra tiếng Việt mình có gõ không. Đây, mật khẩu ví dụ như là đó. Đó, việc tạo một cái ví rất đơn giản vậy thôi. Như vậy chúng ta đã có một cái ví rồi. Tắt đi, bật lại. Đây, vào lại Nam Mì đây. Đó, chúng ta có cái ví như thế này. Thì cái ví này thì nếu muốn người khác chuyển tiền cho ta thì chuyển cách nào? Cái ví này ấy, thì hiện giờ cái ví này đang nối kết nối ở đâu? Cái ví này mình vào đây mình thấy biết là cái ví này họ đang dùng network này. Thì đây là mainnet, đây là testnet, đây là mạng chạy chính và đây là mạng chạy thử nghiệm. Nếu các bạn viết những ứng dụng của các bạn thì tôi khuyên là nên làm trên mạng thử nghiệm trước. Sau đó thì mới làm trên mạng chính. Chúng ta phải test tất cả những tình huống trên mạng thử nghiệm trước rồi mới làm trên mạng chính. Ví dụ tôi đây để một cái mạng thử nghiệm như này. Tôi chuyển cái đây sang thành testnet. Sau đó thì tôi sẽ lấy cái địa chỉ của testnet. Tôi sẽ lấy địa chỉ của testnet ở đây. Như vậy là cái ví này đã chuyển sang testnet rồi nhá. Tôi sẽ lấy địa chỉ này. Đây chính là địa chỉ ví của tôi. Cái phần receive này chính là địa chỉ ví. Đó. Thế khi mà có địa chỉ ví rồi ấy, tôi mới lên các đàn tôi xin tiền về, xin ADA về để tôi phục vụ cái phần test của tôi. Thì trên các đàn nó cũng có ngay một cái trang để các bạn có thể đây, nó gọi là testnet forces, nghĩa là các bạn có thể xin, nó gọi là cái test ADA cho các bạn. Tôi bỏ địa chỉ ví tôi vào đây. Tôi request fund. Đó. Thì nó nói rằng là cái ví của bạn đã có 1.000 ADA rồi đấy. Cái ví của bạn đã 1.000 ADA rồi. Và nếu các bạn dùng xong rồi ấy, thì bạn khi bạn dùng xong rồi, 1.000 ADA này sẽ chuyển về đúng cái địa chỉ tôi vừa copy xong. Bạn dùng xong rồi thì vui lòng trả lại nó vào ở đây là cái giao dịch này.
dùng xong rồi thì vui lòng trả lại cái địa chỉ này, bởi vì mạng thử nghiệm mà, nếu quỹ nó giới hạn thì khi mà các bạn có dùng xong rồi các bạn trả lại giúp cái ADA về địa chỉ này. Đó. Bây giờ quay lại này, cái ví của tôi đây. Lúc này tôi sẽ nhìn thấy có 1.000 ADA. Đó, có 1.000 ADA. Đúng không? Bây giờ tôi có thể là lấy một cái ví, tôi lấy một cái ví nữa nhé. Tôi sẽ lấy một cái ví nữa ở đây. Tôi chuyển sang cái ví này. Đây. Đây là một cái ví Nami nữa ở một cái trình duyệt khác. Tôi có thể chuyển ở đây sang token là Sande, test Sande. Tôi có thể chuyển cái này sang bên kia, bên cái ví bên này. Để cái này để nhỏ lại cho mọi người dễ nhìn ha. Đó. Đó. Mình sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Đấy, bên gửi này bên nhận này đúng không? Nhận ra lấy từ đây, đây bên nhận này, cái này hiện giờ đang có 1.000, chỉ có 1.000 ADA thôi, không có token gì khác cả. Tôi muốn gửi cho cái ví này khoảng 500 token Sandia. Sandia tôi chọn cái phần này, đây là bên bên nhận này đúng không? Cái địa chỉ bên nhận, bên gửi của tôi đây. Đó. À, địa chỉ đây, địa chỉ của bên này là đây. Đó. Thế thì sẽ gửi từ Nami, bây giờ tôi sẽ gửi từ Nami, cái ví Nami này, gửi từ 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 ví Nami một sang đến ví Đại học Nguyễn Trãi. Tôi gửi thử bao nhiêu ở đây, tôi xem có những gì. Tôi có 1.317 ADA token Sunday. Tôi sẽ gửi khoảng 500 token Sunday nhé. Sẽ gửi 500. Thì tôi muốn gửi, tôi phải lấy cái địa chỉ này chứ, lấy cái địa chỉ đây. Bên cái ví này tôi gửi này. Chọn gửi này. Cái ví này vào. Tài sản, chọn săn đen. Tôi chọn ở đây là 500. Asset quality not set. Sorry. Cái ví này để xem nó tài sản sân đây nó đây bịch đây sen sen này đi, địa chỉ bên này chưa. Mình gửi lấy một cái ví khác, lấy một cái ví gửi bằng đồng ADA cho dễ. Đây, 53 đi. Tôi gửi từ 53. À, ở cái ví Nami số 3 này, tôi có 610 ADA. Nami 3. 53 thì địa chỉ là như này. Mỗi một ví thì nó có cái địa chỉ riêng của nó. À, tôi muốn gửi từ Nami 3 sang cái ví này. Sen. Đây. Tôi gửi khoảng 300 300 này. Hiện giờ bên này chỉ có 1.000 thôi. Tôi gửi sang 300 thì bên này chút nữa nó sẽ có khoảng khoảng 1.300 đúng không? Gửi một cái message, một cái thông điệp là gì? Gửi 300 ADA sang ví Đại học Nguyễn Trãi. Đó, chọn send. Rồi, mật khẩu. Mật khẩu là lúc mật khẩu nó tạo ví.
Đó, nó ghi là transaction submit. Thì lúc đấy mình có thể xem được cái transaction này. Xong rồi mình sẽ có thể xem được transaction này. Chưa lên cái phần transaction test này. Đó, đây là về 1.300 rồi này. Các bạn nhìn nào, đây là về 1.300 rồi này. Bên này mình đã gửi 300 thì bên nó chuyển 600 mấy về còn 300 này. Mình ở đây mình có thể nhìn thấy nếu như mà sau khi gửi xong rồi ấy thì ví dụ như ngân hàng của chúng ta nhận thì các bạn sẽ thấy có những cái gọi là liên sao kê. Những cái sao kê. Những cái bản sao kê. Thế thì trên nền tảng blockchain nó cũng có cái sao kê kiểu như thế. Khi mà để minh chứng cho giữa ai đó, giữa hai người chuyển tiền với nhau ấy, thì mình có cái sao kê, chính là cái transaction ID này. Tôi click vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Nó sẽ nói là cái đó chuyển từ địa chỉ nào đến địa chỉ nào. Tôi đang muốn tìm địa chỉ H7, G7, số lượng là 300 ADA. Đây chính là cái này này. Đó, gửi 300 ADA sang ví Đại học Nguyễn Trãi này, là cái phần metadata có nói này, từ một cái địa chỉ ví ở bên Namibia sang Đại học Nguyễn Trãi. Thì tất cả cái thông tin như thế này ấy, nó có thể truy vấn được. Và khi các bạn gửi cho một ai đó ấy, mà muốn minh chứng được là tôi đã gửi cho bạn rồi ấy, thì copy cái giao dịch này thôi, copy đúng cái transaction ID này, thông tin này gửi cho người ta biết rằng là à, mình gửi cho họ vào lúc mấy giờ, khi nào và từ địa chỉ nào đến chị nào. Ví dụ đây tôi gửi nha, bên nhận này, cái địa chỉ là kết thúc là 0JH7, thì đây bạn sẽ nhìn thấy là tới một cái địa chỉ là 0JH7. Thấy không? Ừ. Từ cái địa chỉ nào? Từ cái địa chỉ là địa chỉ gửi nó ra là địa chỉ 7T3, thì là à. Rồi mình hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ là cái giao dịch đến từ từ đâu đến đâu, từ ai đến ai. Thì đấy là một cái mô phỏng của cái một cái phiên giao dịch trên nền tảng blockchain. Chúng ta có thể chuyển một cái tài sản số, mà cụ thể đây là 300 đồng ADA từ một cái ví này sang một cái ví kia, đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có một cái liên sau, có một cái sao kê như thế này, chúng ta kiểm chứng được. Thế thì cái sao kê này nó làm việc blockchain và nó đẩy ra cái thông tin này cho chúng ta. Nếu như chúng ta làm một cái ứng dụng, nếu các bạn làm một cái ứng dụng về về truy xuất hàng hóa nhận, thì không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải viết. Có những cái module không nhất thiết chúng ta phải viết về làm trên blockchain. Chúng ta phải truy xuất được cái tài sản của chúng ta nó chạy từ ví này sang ví này, đúng không? Từ ví này sang ví này. Thế thì cái việc viết như vậy ấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm rất đơn giản được. Và làm như thế nào? Thì ở đây trong cái slide này cũng đã nói, tôi sẽ sang một cái phần tiếp theo của slide để nói các bạn là lập trình thế nào ở đây. Chúng ta đã qua phần này rồi. Đây, chúng ta sẽ qua một cái phần tạo ví rồi này, lấy lấy ADA để thực hành như này, giao dịch bằng ví Nami rồi, kiểm tra giao dịch như này. Bây giờ chúng ta có thể làm lại cái kiểm tra giao dịch như này. Những cái việc chuyển đổi tài sản từ ví này sang ví kia không phải lúc nào các bạn phải làm smart contract, mà chúng ta có thể thực hiện bằng chính những cái hàm API đơn giản được. Thì ở trong cái giáo trình này, chúng tôi cũng hướng dẫn mọi người dùng một cái đơn vị cung cấp API rất là dễ, đó là Blockfolio, chính là cái đơn vị này, chính là cái website này. Họ cung cấp cho các bạn những cái hàm API. Ở đây những bạn nào lập trình rồi ấy, không biết là ở đây bạn nào đã biết lập trình về PHP rồi ạ? Các bạn có thể cho tiếng số 5 được không ạ? Cho tôi số 5 đúng không? Nếu bạn nào đã từng lập trình PHP. Vâng. Một người ạ. Tiếp tục đi ạ.
Ai đã làm việc với Linux rồi ạ? Ai đã làm việc với Linux rồi, Linux rồi ạ? Câu lệnh trên Linux mọi người quen rồi ạ? Cho mình trên số 6 ạ. Bất cứ ai đã từng làm việc với Linux rồi, SUSE hoặc là Ubuntu hoặc là Red Hat, mọi người nghe cái từ đó rồi, thì cho một con số 6 trên màn hình với đó, qua phần chat với được không ạ? Nếu như chúng ta nhìn thấy cái phần này nó phức tạp như thế này, ta nó không phức tạp đó, chúng ta hoàn toàn là lập trình được. Và chút nữa tôi sẽ cho các bạn xem là cái này chúng ta chỉ mất khoảng 4 đến 5 lệnh thôi, không hề khó để lập trình ra những cái phần như thế này, nhưng mà nó lại là những cái cốt lõi để sau này các bạn phải làm những cái ứng dụng của các bạn. 6, có đây có 2-3 bạn rồi, rất 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 là tốt. Ok, thế bây giờ tôi sẽ làm ra một phần tiếp theo là chúng ta dùng những cái hàm API đó có sẵn để lập trình như sao cho nó tiện ha. Đây, cái slide này sẽ được gửi lại cho các bạn sinh viên ở đây, các thầy các cô, và mọi người có thể click vào những cái đường link này mọi người xem được. Sở dĩ tại sao không muốn giới thiệu mọi người cái lập trình từ ban đầu, bởi vì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian các bạn xây dựng từ đầu, từ số 0 đi lên. Trong khi đó thì các mô hình lập trình truyền thống hiện nay ấy, người ta cố gắng là có những đơn vị cung cấp API được thì nó làm đơn giản cho chúng ta, mà chúng ta tận dụng lại cái API đó chúng ta sử dụng nó nhanh hơn rất nhiều. Thì muốn có một cái API, muốn sử dụng lại API của Blockfroze thì chúng ta làm như thế nào? Thứ nhất là các bạn phải lên đây, lên trang của blockfroze.dev này, khai báo một cái tài khoản. Trên này nó đây thì họ hướng dẫn rất là đầy đủ ha. Họ bảo chúng ta là phải khai báo một tài khoản này, tạo một cái account này, sau đó tạo một cái dự án này. Tạo một cái dự án ở đây thì các bạn phải tạo là trên mainnet hay là trên testnet. Thì tôi cũng luôn khuyên các bạn là gì, bất cứ một cái ứng dụng mà các bạn làm thì nên bắt đầu từ testnet trước, sau đó mình chuyển lên mainnet mình chạy, nó an toàn hơn rất nhiều, bạn thử nghiệm rất nhiều và nó không bị động chạm vào đúng cái tài sản chúng ta đang có, tài sản đời thực. Thì sẽ demo cho mọi người một cái nha. Đây, thì cũng login ở đây và tạo ra một cái dự án. Nhìn thì nó viết dài dòng thôi nhưng mà khi các bạn làm thì rất là nhanh. Come on. Cái này hình như đang ở đâu nhỉ? Đấy. Cái khác cả nhà đợi một chút, kéo cái màn hình này sang bên này. Cái nhà đợi một chút nha, trích lại cái thư một chút xong sẽ chia sẻ lại màn hình cho mọi người rất nhanh nào. Đây, sau khi các bạn login rồi, các bạn phải dùng bất cứ một cái hòm thư nào của các bạn tạo một cái tài khoản. Thì đây là cái tài khoản mà tôi đang tạo trên testnet của Cardano. Các bạn sẽ thấy đây là testnet này. Thì bên dưới của Blockfroze ấy, họ đã có những cái máy chủ kết nối với mạng lưới của Cardano rồi và họ cung cấp API ra bên ngoài cho chúng ta sử dụng. Thì chúng ta chỉ cần một cái API key như này thôi. Khi tạo xong rồi, tôi muốn kết nối đến Cardano testnet. Tôi sử dụng những câu lệnh của Cardano testnet thì tôi chỉ cần một cái API key này thôi. Copy cái API key là xong. Đó, đây tôi đã copy thử cái API key lên đây rồi. Chính là cái phần này. Các nhà nhìn thấy chưa? Các bạn tạo trên Blockfroze ấy, cái quan trọng nhất là các bạn lấy được cái API key. Đó. Bạn lấy được cái API key này là xong. Thì các bạn phải giao tiếp với lại Cardano testnet được.
Thì chúng ta giao tiếp những cái gì ở đây? Ở đây có hẳn một cái phần document cho các bạn làm. Các bạn có thể là ví dụ cái giao dịch vừa rồi mà tôi muốn tra. Cái giao dịch vừa rồi tôi muốn tra thì tôi có thể tra được cái gì? Tôi có thể tra được cái địa chỉ ví của tôi xem là có số dư bao nhiêu. Đây. Thì ở đây họ cũng hướng dẫn rất rõ câu lệnh luôn nhé. Ví dụ đây nhỉ. Hướng dẫn sử dụng gồm những mục bên này. Đây là cái mục hướng dẫn sử dụng. Với bạn nào lập trình các bạn rất quen rồi. Các bạn có thể là tạo ra cái phần địa chỉ này. Các bạn nhìn thấy đây, các bạn ấy copy một cái. Đó. Thì các bạn quay sang đây, các bạn có thể sửa cái lệnh này luôn trên này luôn. Ví dụ cái lệnh đấy là như thế này. Đúng không? Thì các bạn sẽ sửa gì? Sửa cái phần địa chỉ này một chút. Địa chỉ ví của chúng ta là cái địa chỉ này này. Thì lúc nãy cái địa chỉ ví của chúng ta là cái gì? Đây. Tôi có thể lấy địa chỉ ví này, đây là địa chỉ bên nhận. Tôi sẽ xem là cái 300 ADA của tôi nó hiển thị ở đâu. Hay là 1.300 hiển thị ở đâu, tôi sẽ lấy phần này. Enter sang đây. Ctrl C. Lắp vào đây. Cái này nếu bạn nào lập trình quen các bạn sẽ nhìn thấy rất là đơn giản thôi. V này. Cái project ID này tôi lấy đúng cái chỗ này ở đây. C này. V này. Như vậy cái đoạn lệnh của tôi đấy nó chỉ có hai dòng này, dòng này và dòng này. Chỉ có hai dòng thôi nhá. Các bạn nhìn nó chạy này. Đây là một cái máy chủ của chúng tôi. Một cái máy chủ chạy Linux. Tôi sẽ chạy ở hai lệnh này này. Mọi người thấy này. Thay vì là phải lên một cái website đầy đủ như kia mọi người tra thì chúng ta lên đây nó xem được. Nó là ba dòng, nó là hai dòng thôi, chỗ này là hai dòng bởi vì đây có cái dấu giữ dòng ở đây này. Đó. Nó trả lại cho nó cái gì? Cái địa chỉ này có một số dư là 1.300 ADA. Cái này là viết ở dạng lớp lần, cái là 10 mũ 6. Đấy, chúng ta bỏ đi 6 con số. Đấy, thì chúng ta ra con số 1.300. Lớp lần là cái đơn vị nhỏ nhất của ADA, giống như là Satoshi ấy, của Bitcoin ấy. Đấy, thì với trước kia nếu để tra như thế này, các bạn cái ví dụ lúc nãy, cái ví dụ lúc nãy nằm ở trên ví ví này, cái ví này mà các bạn muốn tra ra cái 1.300, cái ví ở bên này nhé. đây nó, cái phiên giao dịch này nó dài như này, rất nhiều thông tin và các bạn phải lập ra một cái website như thế này, các bạn chạy. Thì ở đây các bạn có thể, khi mà các bạn muốn biết chính xác xem là cái ví của tôi số dư bao tiền ấy, thì các bạn có thể chọn ra ở đây luôn. Dùng cái lệnh này các bạn có thể tra luôn ra là tôi biết ở đây có 1.300, số dư tôi có 1.300. Tương tự như vậy tôi phải tra cái số dư của tôi ở đây. Cái ví này còn bao nhiêu? Các bạn thử tra nhá, cái số dư còn bao nhiêu nhá. Ví dụ đây là cái ví là 7T3 đúng không? Chính là cái ví này này. Chính là cái ví bên này. 7T3 là cái ví này. Cái ví số 3 đúng không? Là cái này, 7T3 chính là cái này, tôi không nhầm. Đấy, 7T3 này. Cái ví này thì tài sản nó nhiều hơn nhưng mà tôi biết là có cả TML, có cả TMRQR, có một vài cái NFT ở đây nữa. Nhưng mà tôi biết ADA của tôi có 3.301. Vậy tôi thử nhá. Tra thử cái này trên bằng chứng câu lệnh của tôi trên máy của tôi này. Các bạn nào lập trình sẽ lập trình cái này là chính. Đúng không? Không xóa, bỏ này ra ngoài là thành một cái dòng nữa đi. V ra đây. C. Thêm một cái dòng nữa. Để chúng ta chút nữa chúng ta dùng lại cũng được. Nó này dùng rất nhiều cái khác. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái block frost này xem là nó hay chỗ nào. Đó. N. Đây cũng chỉ hạn là hai dòng thôi nhé các bạn nha, các thầy các cô và các bạn sinh viên, cái này đây cũng hai dòng thôi. Copy này. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó phức tạp hơn một chút. Cái này nhìn thấy phức tạp hơn và chúng ta phải tách nó ra. Ở đây thì có gì? Có amount đầu tiên này, một cái amount này nó là 312 bao nhiêu đây này. Tiếp theo là một cái quantity là 3735 bao nhiêu này.
Xem lại cái ví chúng ta ở đây. Ví chúng ta ở cái trang này. Đây. Mọi người có nhìn thấy có gì giống nhau không? Đây này. 7 7359 này. À, chính là con số này luôn này. Email này. 7359. Sau đó chúng ta nhìn thấy con số là 31 23. Đó chính là con số này này. Đó. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy con số ví dụ 61 là đâu? Đây, 612 bao nhiêu đây này. Đó. Đó. Thì tất cả những cái đó mình hoàn toàn có thể là nhìn thì cái ví này nó nhìn phức tạp này thôi, nhưng mà chúng ta có những câu lệnh có thể truy vấn được. Nếu các bạn là người lập trình, các bạn có thể truy vấn được xem là trên mạng lưới blockchain nó chạy như thế nào bằng những cái hàm API đơn giản như này. Đây là cái hàm API mà chúng ta chạy trên câu lệnh. Thế thì những bạn nào lập trình PHP làm nào? PHP các bạn cũng có những cái hướng dẫn để các bạn viết PHP. Trên website cũng có hướng dẫn bạn viết để các bạn viết PHP. Ví dụ ở đây tôi có những cái để sẵn đây, ví dụ là có một cái hướng dẫn về PHP về cái wallet của tôi. Đây là một cái file PHP này. Sorry. Thì ở đây tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví này một chút. Địa chỉ ví này là 7T3 đúng không? Chính là cái này. Tôi copy vào đây, tôi xây lại, sửa lại cái dòng này. Để mọi người thấy rằng là cái thời gian thì lập trình nó không quá phức tạp, dòng nó rất là ngắn. Nó chỉ có vài dòng này, khi các bạn lập trình các bạn thấy là nó đây, mình sẽ để ở đây thôi. Đó. Mình sẽ để ở đây. Thì cái phần trên này giải thích sơ bộ một chút. Cái phần trên là chúng ta khai báo cái project ID của chúng ta thôi. Cái phần dưới là cái lời gọi hàm để kiểm tra xem là cái dòng dưới này nó mới gọi kết nối API đến Blockfolio lấy thông tin. Đó. Đây là một cái file PHP, tôi phải gọi nó ra này. Tôi gọi nó ra được từ đây. Lấy lại cái địa chỉ IP chút. Hàm print, mình chơi print nè. Lấy một cái giao dịch nha. Quit này nào. VTX sudo vtx.php. Đấy, đổi cái địa chỉ ví này lại thế nào. Để chúng ta xem lại một cái metadata là như nào. Lúc nãy mình chuyển tiền đấy, mình chuyển cho hai cái ví với nhau, thì mình có để vào đấy một cái từ. Testnet, testnet đúng không?
Fail. Lại lệnh này thiếu cái này thì phải. Station. Rồi, để làm cái máy lại chạy nè. Mainnet. Để mình sửa lại một chút sửa lại chút cái đoạn này cho xem một cái giao dịch hay xem một cái ví đi. Sudo wallet .php. File mình vừa mới chạy cho cái lệnh này là cái này. File lệnh đây là cái này. Copy. Rồi. Cần để à tôi hiểu tại sao nó lỗi ở đây rồi, đã hiểu. Nó chỉ chỗ này. Chúng ta cần lấy cả cái đoạn này. Copy và đưa vào đây. Rồi. Nhìn thì nó phức tạp này, nhưng thật ra các bạn có thể xem được trên hướng dẫn của Blockfrost được. Chỉ là cái việc ghép lại với nhau nó không gì. Đó. Thì đây là cái việc mà các bạn truy vấn các tài sản trên cái ví này. Thì bây giờ các bạn có thể truy vấn trên website của bạn được. Nếu như các bạn là những người lập trình bằng PHP thì bạn có thể sử dụng, các bạn có thể lập trình trên này được, trên PHP được, sử dụng cái API bằng cách gọi. Chúng ta chỉ dùng một vài câu lệnh như thế thôi. Đây chỉ có ba bốn câu lệnh này. Ví dụ như là chúng ta xem ở đây. Case wallet. Đó. Khi các bạn hiểu đây, các bạn thấy rất đơn giản này. Cái phần này là phần header chung, là một tập lệnh này. Sau đó thì các bạn query, các bạn hỏi Blockfrost về thông tin này. Sau đó các bạn chỉ thị ra. Nó chỉ có ba cái module rất ngắn như vậy thôi. Thì ở đây các bạn đã thấy có một, các bạn có một cái website đơn giản như thế này. Nó chỉ thị cho các bạn cái địa chỉ ví này. Đây, 7T3 các bạn đây. Chính là cái địa chỉ ví này. Trong này các bạn có những tài sản gì? Chúng ta có 310 ADA, 7235 đồng, 7359 đồng MEL, có 61.626 đồng MRQR ở đây. Ngoài ra thì mình có hai cái NFT đây nữa. Thì đó, đó là cái cách mà chúng ta có thể dùng những cái hàm API các bạn lập trình được để giải quyết những bài toán rất đơn giản trên nền tảng blockchain, nhưng nó thực sự là rất là hữu dụng. Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể làm được. Và nếu các bạn mà quan tâm đến cái phần lập trình này hơn nữa ấy,
thì các bạn có thể tham tham khảo. Có hai cách để các bạn làm. Một là các bạn tham khảo trên website của Blogfrost. Cái này đây tài liệu đây. Ví dụ như cái phần mình vừa truy vấn lúc nãy là phần địa chỉ ví ở đây. Tôi biết là cái phần này, câu lệnh này, những câu lệnh có sẵn ở đây. Hay là tài sản nhỉ? Thì có câu lệnh sẵn ở đây. Copy câu lệnh này và sửa vào trong website của tôi là làm xong. Đó. Thì đây là một trong cách là các bạn lên trên Blogfrost, các bạn học cách viết API. Hoặc các bạn có nghĩa là các bạn có thể lên trên website của Cardano2vn để đọc bằng tiếng Việt và có những đội ngũ anh em hỗ trợ các bạn về tiếng Việt trên này. Đó. Thì đấy là những cái thông tin rất là sơ lược về chuyện lập trình trên nền tảng của Cardano như thế nào. Hy vọng rằng là nó cung cấp những thông tin nền tảng cho toàn thể các thầy nghiên cứu, các người nghiên cứu cũng như các bạn học sinh sinh viên đang có những cái ý tưởng mà muốn triển khai trên nền tảng của blockchain. Thì tôi cũng xin phép nhắc lại là thế này là chúng ta có thể là không nhất thiết phải lập trình, không phải bài toán nào chúng ta cũng phải lập trình. Thì với những ý tưởng là các bạn lại ý tưởng về mặt kinh doanh ấy, thì các bạn cũng phải chia sẻ ý tưởng được. Và các bạn muốn làm lập trình ấy, thì các bạn có thể kết hợp với những cái bạn có ý tưởng được. Chúng ta hãy đưa ra những cái ý tưởng của chúng ta trong những cái trong cái form survey, cái bài khảo sát của thầy Trung sau này, để cho chúng tôi sẽ là những người kết nối giữa ý tưởng của bạn với những người thực hành lại với những người làm lại với nhau, giữa người có ý tưởng về mặt kinh doanh và người làm về mặt kỹ thuật ăn khớp lại với nhau. Đó, thì đó là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ ở buổi ngày hôm nay. Thì bây giờ sẽ sang phần tiếp theo là phần chúng ta sẽ chia sẻ, trao đổi và thảo luận. Thì bất cứ những cái câu hỏi, những cái thuật ngữ nào liên quan đến blockchain, liên quan đến bài trình bày ngày hôm trước và ngày hôm nay, thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi. Mọi người cứ chia sẻ, bởi vì các bạn phải chia sẻ thì thông tin nó mới thấu đáo được, nó mới hiểu được và chúng ta mới đi lâu, đi dài với nhau được. Xin nhường lại cho thầy Trung ạ. Thầy Trung có đấy không ạ? Thầy Trung, các bạn có thể hỏi, các bạn có thể giơ tay hoặc là chat thẳng trên khung chat ạ. Alo. Có bạn nào có hỏi, các bạn có thể chat thẳng trên khung chat bất cứ một câu hỏi nào đó. Bất cứ một cái từ khóa nào đó mà các bạn cảm thấy nó đang vướng mắc, hoặc là các bạn có đang muốn làm cái này mà trong cái bài trình bày của tôi có một phần nào đấy các bạn chưa rõ, các bạn có thể hỏi lại. Ở đây chúng ta có những bạn K20, là những bạn mà đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, thì các bạn có thể là chia sẻ xem là các bạn đang dự kiến làm những cái gì, hoặc là các bạn thấy rằng là trong cái đó có những gì mà các bạn chưa hiểu, hoặc là có những cái từ khóa nào đấy mà mọi người thấy thấy mọi người nói mà các bạn không hiểu, các bạn có phải chia sẻ bình thường. Xin mời các bạn phát biểu ý kiến ạ. Các thầy, các cô hoặc là các bạn, mọi người thấy có phần nào chưa hiểu? Cái nội dung của buổi chia sẻ này sẽ được lưu lại để sẽ đăng lại trên YouTube và sẽ gửi lại cho các bạn trong Zalo để các bạn